Dạ khách xin chào ông bà, cô chú anh chị em và bạn thân yêu. Bữa nay thì qua đây tiếp tục dọn dẹp, làm cỏ, rồi cắt cành cây. Ngày hôm qua đi thì không có đem theo cây sứa nè. Bữa nay đi cố tình đem theo cây sứa để mình cắt mấy cái nhánh ổi á, mà mấy cái nhánh bự bự á, cái kéo cắt cành không được. Cây sứa này xài rất là ngon, rất là bền luôn á. Thấy có cái cây ổi này nó hơi cao mà nó hơi dê ra mấy dũng nhiều quá, thành ra tỉa bớt cho nó đôn xuống, nó ngắn lại. Đôn cho nó ngắn lại, còn mấy cái nhánh này ở ngoài mấy dũng nhiều khi mình muốn hái trái mình cũng không hái được nữa. Anh đôn vô luôn, hái rất là dễ bị té xuống dũng. Chừa mấy cái nhánh này nè, mới mốt rồi Khánh cắt chỗ này nó lên tược hết trơn à, ổi với nó mạnh lắm.
cây bông dừa. Cây bông hả? Ờ gì đâu biết, chị tưởng đâu cái cây gì chặt ngon quá. Mình chặt dòm thấy rồi sao? Dì Hương đứng tỉnh này để Khánh chuyện lên cho. Ừ. Dì Hương đứng tỉnh này. Lấy Khánh nè, Khánh lấy dao này nè con. Chắc là ngon hơn. Là dao này Khánh cũng chặt được. Ừ. Mà Dì Hương đây. Dài quá. Dì Hương. Dì Hương nắm cái đít nó, nắm cái đuôi em. Góc. Góc. Ủa chưa đổi non lá. Đây đây gì lấy gì được. Mà đây, họ mới thấy nó nhà rừng chó phá vô rồi nó không dễ chặt ha. Ừ. Nhưng mà nó ấy chút, mà nó cao chút thôi ha. Ừ. Chân nó trống bét không có gì. Quá rậm. Có măng luôn. Có cây măng bự chảng luôn. Có hả? Đây như măng tre đó. Dạ. Mập dễ à. Mày hơn. Chắc bữa nào chặt ăn bụi đó Khánh. Chặt vậy nó mà anh mỏ tay. Nó lộn xộn tùm lum lá. Nó mỏ tay mà anh. Hết trong đây. Chặt bụi nào ăn bụi cái. Nó không mỏ tay. Mỏ tay dưới đó. Này chặt về ngày nó lên nữa. Ừ. Lên vậy chắc còn chặt vài lần nữa là nó bớt lên này. Thấy như ba cái chặt này không? Ừ. Dưới dần luôn mà chặt lần. Ốm không nó chết luôn. Y như đi dọn gừng vậy à, cái nó trống lỏng ha. Chị tưởng nó rậm dữ lắm đó đó. Không ngờ nó cũng trống. Hồi nãy gà nó ở trong. Chị tưởng nó con cò. Cái này là Khánh biết người ta làm gì không Khánh? Người ta đương á, người ta đương cái vớn á. Đương hai bên á, cái người ta cặm. Cái vớn dễ chắc lắm, cái nó lên. Nó lên mang cái nó sống lại á. Cái măng của nó nữa đã. Này chắc ăn được luôn á. Y như măng tre. Gớt cây măng. Cái này làm chặt mía hồi xưa ha. Ừ. Như hồi đó chặt mía gom rồi tới tải đó. Đi đốn mía hả? Một bó luôn.
Mập hết sợ không? Mập lâu xấu sữa luôn. Rồi ra đi chặt đó. Có vậy mà cũng dễ dọn vậy hơn à. Không khó không? Đâu có gì đâu khó. Cái này nó tống lỏng hả. Hôm qua Thánh cắt cây kéo này này không? Ừ. Tối về hả Thánh nói ghim hai, ghim cái bàn tay á. Mấy cái cộng gân á. Mấy cái nâu tay của mình á. Ừ. Nó ghim luôn á. Đúng rồi, không quen. Còn người ta cắt quen á. Quen thì không sao. Bình thường. Mà này từ từ cái quen gì. Ừ. Cái gì đây? Bụi rán, cái này là rán. Dọn cái bận này là khỏe luôn á. Tại là trước đâu biết đường đâu dọn. Dây bông giấy không à. Thôi có này bò dữ. Kế bên đây có cái đám đẹp gì á, nghe người ta hát. Giờ này chắc mấy ông nhậu ở lại hát. Người ta về hết rồi. Ca từ sáng giờ hát tiếp. Tỉnh là ca. Để Khánh cắt tỉa ba cái nhánh con giấy. Con cắt trước đi. Cái gì chặt sao? Dạ. Giống gì mà nó cao quá. Họ quá chừng luôn. Mấy cái nhánh chết đồ này kia ở trong đây luôn. Cắt luôn á. Rửa nó hết rồi. Ây da. Yeah. Đi đụng cái nó méo, đụng cái nó méo.
Dì Hương coi cây này nè, dì Hương thấy mắc cười không? Cái cây này là cây lê kim ma, hồi đó là nó tầm là cách đây cũng là khoảng 2 năm mấy à, đúng không? 2 năm mấy rồi mà hồi cái lúc đồng nó ba lớn như vậy mà bây giờ quay lại nó cũng y chang như vậy, nó không có khác miếng nào luôn, nhìn thấy là mắc cười thiệt luôn á. Nhưng mà nó vẫn còn sống nha, chứ nó không có chết nè, nó mà nó không có phát triển, không có ra lá, không có ra đọt, không có gì hết trơn á, mà đâu phải là trồng xuống 2 tháng 3 tháng nè, gần 3 năm mà nó vậy á. Còn coi cái cây này nè, cây vú sữa hoàng kim đó, vô chưa nè. Đó. À, cây này là cũng trồng một lượt với cái cây hồi nãy luôn, thì khi trồng thì nó cũng ba lớn vậy luôn đó, nhưng mà bây giờ hả là nó phát triển dễ sợ luôn á, nhìn là mình thấy là nhìn nó khác, nó thay đổi liền, nhìn là thấy ham liền luôn á. Từ hôm đó nay là nó nằm ở trong cái đám lùm, nó bị cái cây cây mườn á nó che lại đi, rồi Khánh hôm nay là Khánh chặt cây mườn này chắc cũng khoảng tuần lễ nay, rồi nay nó héo rồi Khánh mới kéo anh Dục nãy giờ đó. Thì khi mà kéo cây mườn ra, chặt cây mườn rồi kéo cây mườn ra thì mới thấy thấy cái cây vú sữa hoàng kim này, mới giật mình, không ngờ là nó nhanh lớn vậy á. Cây này nếu mà nó nhanh lớn như vậy thì có nghĩa là nó rất là thích hợp ở trên cái nền đất như vậy nè. Bữa nào Khánh mua thêm vài cây nữa, tại vì bữa hổm là sợ sợ nó chết, sợ nó không có thích hợp với cái vùng đất này, mình đâu có dám trồng, mà nay tự nhiên thấy giật mình thấy ham liền luôn. Còn cây này thôi chắc không biết cho nó sống hay cho nó để nó gì nữa thôi, thấy có lưỡi hái nha, móc hay gì hả? Ôi, có ốc đó nè. Trời ơi, cái giờ đó. Sao chặt cái ghế vậy? Néo ngon mà. Nước nó chạc á nha. Nó nguyên về luôn á, bò mọc rễ làm như là bô muống hả, như đâu như nhóc với da muống hả, với đầu trai á. Cái đường lớn quá hả, cứ thấy đường như thay chặt à. Ai vậy hả?
gì ha. Dì Hương lôi hắn đi qua bển hắn chặt. Dạ nhắc à. Ừ, cứng quá. Mình nhảy đồng không? Thank you.
cái củ hành tây này cũng đã hết rồi. Bây giờ mệt quá chuẩn bị lôi hết cái đám cỏ này rồi về nhà. Khánh cảm ơn ông bà cô chú anh chị và bạn nha. Thôi bây giờ xin chào và xin tạm biệt.